Trường Giang tiết lộ Nhã Phương yêu cầu lên báo không nhắc đến tên cô ấy. Quý vị thính giả thân mến, từ khi bắt đầu yêu nhau, câu chuyện tình yêu của Trường Giang Nhã Phương đã trở thành đề tài quan tâm của dư luận. Người trong cuộc thì hạn chế lên tiếng, còn người ngoài cuộc thì liên tục chia sẻ những tin đồn dự đoán. Người ta hài hước nói rằng chưa bao giờ có cuộc tình mà người ngoài lại thấu hiểu đến như vậy. Và chính vì thế, từ khi yêu nhau, Nhã Phương Trường Giang liên tục dính phải những tin đồn không đáng có. Thậm chí tin đồn chia tay của Nhã Phương và Trường Giang thật sự nhiều như cơm bữa. Trong một số lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Trường Giang cho biết, Nhã Phương có nói với em là có lên báo, lên truyền thông thì đừng nhắc đến em. Nhưng mà thật sự ra, em nói với cô ấy là, em ơi, anh có nhắc đâu mà toàn người ta nhắc. Về phía mình, Nhã Phương cũng tâm sự rằng cô không yêu một ai đó vì sự hào nhoáng của họ, mà cô yêu vì cách họ nói chuyện, chia sẻ với cô. Nữ diễn viên cũng cho biết cô là người sống vì tình yêu, sống thật với cảm xúc của mình và không bao giờ tính toán điều gì. Với tình yêu hiện tại, Nhã Phương cho biết cô đang được sống là chính mình nên vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Lộ người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Trường Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian cặp đôi này yêu nhau, người ta từng đặt nghi vấn tình cảm trên mức bạn bè của Nhã Phương với nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae-ho. Mới đây trong một chương trình truyền hình, Trường Giang bất ngờ trải lòng tình yêu của chính mình cũng bị người thứ ba xen vào quấy phá, và sự xuất hiện của họ chính là sự đáng thương cho cả một mối tình chứ không riêng gì người trong cuộc. Những chia sẻ của Trường Giang khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ nam diễn viên hài này giấu chuyện tình cảm riêng tư của mình khá là kín, chỉ có duy nhất chuyện tình với Nhã Phương là được anh công khai với công chúng. Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Nhã Phương với Trường Giang đang có những bước tiến triển ồn ào sau ồn ào cầu hôn trên sóng truyền hình, cũng như là những tin đồn rạn nứt thời gian qua. Ngay sau khi Trường Giang hé lộ đời tư tình cảm, nhiều người ngay lập tức đồn đoán không hiểu ai là người thứ ba xen vào mối tình của nam danh hài này, khiến anh phải giấu kín tới tận bây giờ. Có người cho rằng đây là một chuyện tình buồn của Trường Giang trong quá khứ và có lẽ nó đã kết thúc. Chính vì vậy, Trường Giang giờ nhắc lại chỉ như một chuyện trải lòng ra mà thôi. Thế nhưng, cũng có người đã đặt những nghi vấn liệu có phải câu chuyện trên xảy ra khi yêu Nhã Phương. Trong thời gian cặp đôi này yêu nhau, người ta từng đặt nghi vấn tình cảm trên mức bạn bè của Nhã Phương với nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae-ho. Cả hai được cho là thân mật quá mức tình bạn khi đóng chung trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Dư luận cũng từng đồn đoán Trường Giang ghen khi bạn gái thân mật với bạn diễn hơn mức bình thường. Nếu người thứ ba là trong câu chuyện tình với Nhã Phương, thì Trường Giang quả thật bao dung, chín chắn gác lại mọi chuyện để có được hạnh phúc bây giờ. Tất nhiên sự thật thì chỉ nam diễn viên hài này mới biết được mà thôi. Trường Giang và Nhã Phương tình tứ đi ăn uống trên nước Mỹ, đập tan tin đồn đường ai nấy đi. Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây, tin đồn Nhã Phương và Trường Giang chia tay đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Thậm chí một số nguồn tin còn khẳng định chắc nịch nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân đã trải những cầu hôn và đang hẹn hò với bạn trai mới là Nhan Phúc Vinh. Giữa thời điểm nóng, người thân của cả hai lên tiếng bác bỏ tin đồn chia tay, trong khi nam danh hài và bạn gái diễn viên lại chọn cách im lặng và lạnh lẽ sánh đôi bên nhau. Mới đây, ông xã ca sĩ Hồng Ngọc đã đăng bức hình Trường Giang Nhã Phương tình tứ bên bàn tiệc tại Mỹ với dòng caption: Trường Giang và Nhã Phương song kiếm hợp bích, các món nhậu cực đỉnh cho đêm nay vui quá xá. Trong hình, nam danh hài Đức Quảng diện áo phông kết hợp với quần tối màu, chăm chú nhìn vào bàn nhậu, trong khi Nhã Phương là giản dị với áo khoác tối màu, ngồi e lệ cục đầu vào vai bạn trai và tay cầm điện thoại lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Cũng theo tiết lộ của người này, nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân không có lịch diễn chung nhưng vẫn xuất ngoại tháp tùng ủng hộ bạn trai. Những hình ảnh Trường Giang Nhã Phương bên nhau liên tục được cập nhật. Sẽ chưa có đám cưới Nhã Phương Trường Giang trong tương lai gần. Mới đây, một người bạn của Trường Giang Nhã Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cặp đôi này tình tứ tựa đầu vào nhau trong một quán ăn. Hình ảnh này đã đập tan hoàn toàn những tin đồn về việc họ tràn đứt tình cảm sau màn cầu hôn ồn ào ở trên sóng truyền hình. Được biết, hình ảnh này được chụp trong chuyến lưu diễn kim du lịch của cả hai tại đất Mỹ. Trường Giang và Nhã Phương đang có những phút giây thư giãn với bạn bè sau một năm dài với nhiều thành công nhưng cũng không ít scandal bám theo. Có thể thấy tình cảm của cả hai vẫn khăng khít, nhưng theo quan sát của nhiều người, Nhã Phương trong bức hình này, tay cô không đeo chiếc nhẫn mà Trường Giang đã dùng để cầu hôn. Một số ý kiến cho rằng cặp đôi đã trở về bên nhau sau những rạn nứt và sóng gió, nhưng Nhã Phương vẫn chưa hẳn đồng ý lời cầu hôn của Trường Giang dành cho mình, vì vậy cô đã không đeo chiếc nhẫn mà người yêu cầu hôn. Trước đó, phản ứng của Nhã Phương khi Trường Giang cầu hôn trở thành đề tài bàn tán của cả cộng đồng, bởi thái độ của nữ diễn viên khác xa so với một cô gái đã chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ. Cô không hạnh phúc tới mức vỡ òa vì được người yêu cầu hôn. Ngược lại, diễn viên Tuổi Thanh Xuân lại có phần khá đơ như gừng gạo khi bạn trai chiếm sóng cầu hôn tại buổi trao giải Mai Vàng.
Vừa qua thì một số những hình ảnh Trần Giang và Nhã Phương cùng đi xem phim được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong khi Mười Khó thân thiện nán lại phía ngoài rạp phim khá lâu để chụp hình cùng người hâm mộ, thì người đẹp gốc Đắk Lắk lại né tránh bằng cách bịt khẩu trang kín mít, ngồi trong xe ô tô để đợi nam danh hài. Điều này khiến những người yêu mến Trần Giang và Nhã Phương không khỏi băn khoăn về một đám cưới cổ tích có thể xảy ra hay không. Nhã Phương, Trường Giang lộ ảnh du lịch Côn Đảo giữa nghi vấn chia tay. Sau đoạn chia sẻ đầy tâm trạng của Nhã Phương, nhiều nguồn tin cho rằng chuyện tình của nữ diễn viên tuổi thanh xuân và Trường Giang đã đổ vỡ. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây ít giờ, hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương đến thăm nhà tù ở Côn Đảo được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn tin này cho biết cặp đôi vừa kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày tại huyền đảo vào trung tuần tháng 7. Nhã Phương và Trường Giang luôn mặc đồ đôi khi đi cạnh nhau, họ niềm nở nếu như bắt gặp khán giả nhận ra mình, một người chứng kiến chia sẻ. Sau khi trở về từ Côn Đảo, Mười Khó và bạn gái đã quay lại với guồng quay công việc. Những hình ảnh này được đăng tải đúng thời điểm nhiều nguồn tin trên mạng cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi. Trước đó, hôm 16 tháng 7, Nhã Phương gây hoang mang cho người hâm mộ khi chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng của một người con gái đau khổ trong tình yêu. Đây cũng là nguồn cơn nghi vấn nữ diễn viên tuổi thanh xuân và Trường Giang rạn nứt tình cảm. Người con gái trong tình yêu khi đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuối cùng rồi sẽ nhận ra giá trị đằng sâu của một sự việc là ý nghĩa của nó, chứ không phải bằng tên gọi. Nhã Phương mở đầu đoạn chia sẻ. Cô viết thêm, con người ta có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm. Người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên. Ngay sau đó, nhiều người rỉ tai nhau chuyện Trường Giang và Nhã Phương bí mật chia tay. Thông tin này được cho là xác thực khi gần đây cặp đôi không còn xuất hiện chung trong các sự kiện. Họ cũng hiếm khi chia sẻ về đối phương trên trang cá nhân. Theo nguồn tin tiết lộ từ trước đến nay, hai nghệ sĩ đều thích cách yêu giản dị, không phô trương trên trang cá nhân. Trường Giang và Nhã Phương công khai tình cảm từ năm 2016. Trong gần 2 năm qua, hai người vấp phải không ít tin đồn rạn nứt. Gần nhất, cặp đôi bị đồn đừng ai nấy đi khi Nhã Phương lộ ảnh thân mật với một nghệ sĩ đàn em hay lúc Trường Giang bị phanh phui quan hệ với Quế Vân. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ khẳng định đây chỉ là tin đồn không chính xác. Khi trò chuyện cùng khán giả, Trường Giang không ngại giới thiệu bạn gái là bà nội của tôi. Đáp lại, Nhã Phương dùng từ ông nội khi nhắc đến anh. Nghi vấn Nhã Phương có tin vui khi đang ở Mỹ cùng Trường Giang. Trên trang cá nhân mới đây của mình, Nhã Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh cô diện chiếc đầm van đỏ rực, nở nụ cười rạng rỡ tỏa nắng trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, đoạn trạng thái vui tươi của cô khiến cộng đồng mạng thêm lần nữa dậy sóng. Theo đó, Nhã Phương viết, Tết xong rồi, quay trở lại vùng công việc thôi cả nhà ơi. À, Phương bật mí xíu, sắp tới sẽ có một bất ngờ đầu năm cho mọi người, cùng đón chờ, cuối tuần an nhiên nhé cả nhà. Đoạn chia sẻ úp mở đầy ẩn ý của Nhã Phương đã làm không ít người cảm thấy tò mò hoang mang và đồn đoán rằng nữ diễn viên được có tin vui và chúc cô một năm thành công rực rỡ. Trong khi Nhã Phương hiện đang rất vui và hạnh phúc với cuộc sống tình cảm hiện tại, thì về phía Trường Giang, anh đã nhận được tin vui bất ngờ. Theo một nguồn tin trước đó, danh hài xứ Quảng đã vượt mặt Hoài Linh về khoảng cách xe khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, ban đầu danh hài xứ Quảng nhận được lời mời tham gia 7, 8, 9, 10, nhưng phút cuối cùng Kiều Minh Tuấn đã được thay thế. Sau đó, bạn trai Nhã Phương hợp tác với đạo diễn Đức Thịnh trong phim Siêu Sao Siêu Ngố. Ra mắt vào dịp Tết với sự cạnh tranh từ các phim Việt khác và nhiều đầu phim nước ngoài, bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố với sự diễn xuất của Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục lập kỷ lục về doanh thu sau 5 ngày chiếu Tết. Cụ thể, nhà sản xuất đã phải bỏ ra 1,5 tỷ đồng để nhận được sự đồng ý của Trường Giang. Thật không có quá ngạc nhiên khi mà thời điểm năm 2016, danh hài đã nhận được mức cachet lên tới 1 tỷ đồng khi đóng phim điện ảnh. Bấy nhiêu thôi thì cũng đủ để cho chúng ta thấy là nam diễn viên hài đã và đang là tên tuổi được công chúng yêu mến đến cỡ nào. Về chuyện tình cảm thì sau bao nhiêu ồn ào cùng những tin đồn chia tay, hiện Trường Giang và Nhã Phương đang rất hạnh phúc. Cặp đôi bị bắt gặp là nắm chặt tay nhau ở sân bay thành phố Buôn Ma Thuột vào chiều 30 Tết. Từ đó, người hâm mộ cho rằng cả hai đã về quê nữ diễn viên ăn Tết. Theo chia sẻ của người đăng ảnh thì tối 30 Tết, cặp đôi còn đi chợ hoa cùng nhau và chàng hài xứ Quảng cũng kịp đón giao thừa cùng gia đình bạn gái trước khi trở lại Sài Gòn diễn vào ngày mùng 1. Hiện tại, Nhã Phương đang tháp tùng Trường Giang sang Mỹ lưu diễn.